Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Hội sinh FX125 đẹp như mơ với các dàn đồ chơi đầy chất lượng. Không chỉ số chứng minh có động cơ mạnh mẽ, Suzuki FX125 trong những năm 1998-1999 còn là mẫu xe con tay mang cái nhiều nét mới lạ so với những mẫu xe máy khác trên thị trường Việt Nam. Và hiện nay để phục dựng lại cái mẫu xe này là điều vô cùng khó khăn đối với một biker ở Sài Gòn, và anh ta cũng đã làm được điều đó. Phần đầu xe nhẹ nhàng bằng một cái bộ tạ thắng Rainbow Costa. Đây là phiên bản nâng cấp từ cái dòng AZ19, ngoại hình bắt mắt, hầm ổn hơn. Hiện nay có mức giá thành vô cùng cạnh tranh nên được rất nhiều anh em chia sẻ ưa chuộng. Phía bên trên được tích hợp bình dầu rời đi cùng cái nắp CC để làm ổ chứa dầu. Sổ chứng minh cái cụm tay con tiếp em được sản xuất tại Ý và được ứng dụng nhiều trên các dòng lập phân khối lớn bởi nó em là cái lực cắt con nhẹ hơn so với tay chim. Tuy nhiên nhược điểm của mẫu tay cụm này là không được tích hợp cái chân kính nên việc chế lại cái chi tiết này phù hợp sử dụng trên những dòng xe phổ thông. Các kẹp giữa thân sườn trợ lực Hardin hành trình 110mm đi cùng với hai món lực chỉnh nặng nhẹ để chống sạc đầu xe khi chạy độ cao là một trong những món đồ chơi chế thêm, nên việc cắt quét kẹp áo để cây trợ lực vận hành qua lại là một điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên các chi tiết ở đây được thực hiện vô cùng hoàn hảo. Tuy cái chế độ vận nhưng đẹp không khác gì đồ xin theo xe. Hơi thở ứng dụng cho mình cable Yoshura kết hợp cùng với cổ tên nhùm 2 khúc đem lại một thứ âm thanh quy lực mạnh mẽ hơn cho cái chiếc xe này ở chạy tốc độ cao. Chèn chân được trang bị cái mâm Etana kết hợp cùng với chiếc chú heo sao Rainbow logo lớn đi cùng để thắng Aslo mang kích thước là 220. Cái dạng chân trước được trang bị nguyên cái bộ phục đi cùng chạy trước và chẳng ba của dòng Honda Vintage 10. Cùng với đó là đĩa thắng đồ chơi mang kích thước lớn, đặc biệt là hình bóng cái chú heo dầu Acosta 2bit đã xứng vừa mới được xuất hiện trên thị trường chưa được bao lâu. Và cùng chúng tôi chiêm ngưỡng em ấy từ phía xa xa. Dexter 1/10 nâng cấp đầy bí ẩn với những món đồ chơi lạ. Tuy cái chiếc Dexter 1/10 đầu dưới đây không được đổ quá nhiều những món đồ chơi đắt tiền, thế nhưng từ những món đồ chơi cứ tưởng như bình dân ấy, sau khi qua ý tưởng thực hiện của một cái chàng trai đến từ Bạc Liêu, đã làm chiếc xe trở nên hấp dẫn hơn một cách kỳ lạ. Điểm nhấn đầu tiên chiếc xe này, người dùng phải dùng cho mình cái cụm tăng tốc đường nồ để cút ngắn hành trình đi ra. Lợi thế cút cụm này chỉ cần xây 1/3 cụm là thế hành hết hành trình ra, giúp chiếc xe chạy nhanh hơn. Vị trí dây ga cũng chính là một điểm nhấn làm cho phần đầu của xe này trở nên nổi bật hơn. Tận dụng những vị trí nhỏ để bắt thêm cái cụm công tắc đồ chơi, giúp cho chiếc xe tắt mở chức năng phụ mà người chủ cần phải bắt thêm như đèn trợ sáng, bát viên vân. Bên cái phía mặt nạ trước, ở phần đầu xe được bắt thêm một cái biển số trước, mô phỏng theo cái luật giao thông của nước Indo. Chiếc xe độ sổ cho mình cái cặp tay thắng đồ chơi GIC A2, cấu tạo bản lề rời nên có thể lắp ráp được các dòng xe khác nhau. Ta chỉ cần đặt một cái bản lề CNC phù hợp chiếc cụm tay phanh của chiếc xe là dùng được. Cái phần phục trước được hạ xuống rất nhiều giúp thay đổi cái trọng tâm xe, cho dàn đầu đầm hơn cho độ cao. Chỗ phục sơn lại 2 gam màu, hình như được bay được cái kiểu vô cùng tinh tế. Tận dụng dây trước của Exeter 155 số, có phần nhựa nhám phía sau dài hơn ôm hết cái phần bánh xe để hạn chế các đá bắn trực tiếp vào máy. Chàng chân ứng dụng cho mình cái mâm kích Exeter 155 cây. Đây là một phong cách chơi xe cũng hơi lạ, ít người chơi, nhưng vô cùng nhẹ túi tiền. Ai muốn test thử cảm giác mâm nhỏ trước khi quyết định lựa chọn cái những mâm đồ chơi đắt tiền nhé. Người dùng ứng dụng cho mình cable của Sonic 1/10 được nhập khẩu từ bên Indo về. Tuy nhiên vì nhập nguyên con nên bộ tùng cũng không hề là rẻ tí nào. Để sủ được cái gói combo cable đã qua sử dụng, các bạn phải chia ra số tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Khi còn hơn nữa tùy theo tình trạng bồ mua mới hay cũ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like và subscribe.